Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 21 câu 33 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử y như họ vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh vườn nho. Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm nước ấy sinh lợi. Kính thưa cộng đoàn, sách Các Vua Israel kể rằng, vua Achab có một vườn nho, muốn có một vườn nho của ông Naboth, bởi vì cái vườn nho của ông Naboth rất là đẹp, nhưng mà vì không chiếm được, vì cái vườn nho đó là của tổ tiên của ông Naboth để lại, làm của hồi môn, Naboth không nhượng lại cho vua Achab. Thế nhưng mà vì lòng tham, vua đã hầm hầm giận dữ buồn bực bỏ ăn. Vợ ông thì lập mưu ra để làm lễ hội cầu an, mời Naboth đến chủ sự và đặt tay tên vô loại đối diện Naboth để chúng làm chứng tố cáo Naboth đã nguyền rủa của Thiên Chúa và Đức Vua. Với tất cả những điều đó, nhà vua đã điệu Naboth ra ném đá cho chết. Thế là Achab đã tịch thu được vườn nho của Naboth. Nhưng tội giết người cướp của không che mắt được Thiên Chúa. Tiên tri Elia được Thiên Chúa sai đến báo cho Achab biết, chó sẽ ăn thịt các ngươi bên tường Naboth. Lòng tham của Achab không đáy, được voi đòi tiên. Achab lại đem quân xâm chiếm đất nước Aram. Achab đã bị bắn chết, đàn chó đã đến liếm máu ông, y như Chúa đã phán. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 21 câu 1 đến chương 22 câu 38. Tham thì cực thân, ác giả thì ác báo. Achab là một trong những muôn ngàn tá điền ở trần gian mà dụ ngôn tá điền chiếm vườn nho hôm nay trong tin mừng được kể đến. Chắc chắn lúc đầu chủ chưa cho canh tác, cá điền này rất là tử tế, rất khéo nói và hứa hẹn với ông nhiều điều để rồi ông tín nhiệm giao cho vườn nho. Điều đó chúng ta thấy tâm lý mà. Một vườn nho đã được gieo trồng giống tốt, trang bị đủ mọi phương tiện bảo vệ và sản xuất như tường rào, tháp canh, hầm đạp nho, ép rượu. Các tá điền này thấy khu vườn này tốt, và từ khi thấy cái khu vườn này tốt, lòng tham đã trỗi lên và mắt họ đã tối đi, âm mưu tìm cách chiếm đoạt vườn nho. Khi thấy tay chân của chủ đến, họ đã đánh đứa này, giết đứa kia, ném đá đứa khác. Và rồi ông chủ còn một người con trai duy nhất, ông đã đem đến. Nhưng rồi chúng ta thấy kết quả như thế nào? Họ cũng đã giết luôn để chiếm đoạt gia tài một cách gọn nhẹ. Với câu chuyện này, Chúa Giêsu ám chỉ người Do Thái. Cách đặc biệt, Chúa Giêsu ám chỉ những người lãnh đạo đã phản phúc,
họ đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng. Thiên Chúa đã yêu thương họ cách đặc biệt, chọn họ làm dân riêng để duy trì và canh tác vườn nho. Với những đặc sản tươi tốt của Thiên Chúa như vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã trao ban cho Adam và Eva thổ xưa. Isaiah đã mô tả vườn nho đó bằng một bài ca về ngọn đồi màu mỡ. Vườn nho ấy là vườn nho nhà Israel, Thiên Chúa các đạo binh. Đó là cảnh điền viên vui thú của người. Người trông nó được minh chính, nhưng nó lại manh tâm, được hưởng nhiều ân sâu, nó lại ai oán. Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7. Làm ơn nên oán, cưng chiều quá, hóa hư. Tham vọng, chiếm công vi tư. Họ chiếm đoạt của Thiên Chúa để làm chủ một mình. Họ đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Họ tự do hoành hành, giết các ngôn sứ của Thiên Chúa. Và hốt hụi chót, họ đã giết luôn cả người con duy nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Họ tưởng thế là êm xuôi. Nhưng như Adam, Eva thoát khỏi tay toàn năng nhân ái của Thiên Chúa, họ rơi vào cảnh lầm than tiêu diệt như Ahab, như Hitler hay những người độc ác đã hãm hại dân của mình. Những kẻ sát nhân đã bị tiêu diệt. Thiên Chúa đã lấy lại vườn nho và xây dựng một vườn nho mới xinh đẹp vững mạnh là hội thánh, trên đá tảng góc tường là Đức Giêsu Kitô. Để sinh hoa kết quả tốt đẹp làm vinh danh Thiên Chúa. Như vị ngôn sứ trong bài ca vườn nho, Chúa Giêsu xin thính giả của Ngài, tức là giai cấp lãnh đạo Do Thái phân xử. Những người này phẫn nộ về thái độ của những người tá điền. Không ngờ, khi họ phân xử như thế, họ tự kết án chính mình. Và như dụ ngôn hai người con trước đây ở đoạn cuối, ý nghĩa của dụ ngôn được Chúa Giêsu giải thích rõ ràng khi trích dẫn Thánh Vịnh 118. Viên đá người thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng gốc tường. Ấy là Chúa đã làm nên như vậy trước mắt chúng ta thật lạ lùng. Thánh Vịnh này ca ngợi việc chấn hưng dân Israel tương lai và được giải thích như Thánh Vịnh Thiên Sai. Giáo hội tiên khởi đã thấy ở đây là một lời loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Công vụ chương 4 câu 11 và thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 2 câu 7. Con Thiên Chúa đã bị giết chết xem ra là sự thất bại rõ ràng. Nhưng nhờ cái chết của con người, một dân mới được biểu thị thông qua hình ảnh vườn nho như là tòa nhà. Tòa nhà này Đức Giêsu sẽ xây trên đá tảng góc tường và xây dựng trên nền móng vững chắc. Còn thầy, thầy bảo anh em biết, anh là Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần không thắng nổi. Matthew chương 16 câu 18. Câu chuyện tin mừng trên đây cũng cho chúng ta nhớ lại hình ảnh của vườn nho Isaiah trong tiên tri Isaiah. Vườn nho này được chủ chăm sóc hết sức kỳ vọng để có những trái nho ngon. Thế nhưng rồi những người làm vườn nho đã khiến cho ông chủ phải nổi giận. Chúng ta thì sao? Phải chăng tâm hồn của chúng ta cũng giống như những người làm vườn độc ác đã loại trừ những người Thiên Chúa trao phó, những người được Chúa sai đến như các tiên tri ngày xưa hay cả như Chúa Giêsu? Chúng ta thỏa mãn cái sự tự cao tự đại của mình, chúng ta đã thủ tiêu những người như thế. Là người được trao cho chăm sóc vườn nho gia đình, là các bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải trở thành những người có trách nhiệm trong vườn nho gia đình của mình để làm chỗ sinh hoa trái. Hãy chăm sóc nhiều hơn cho những mầm nho là con cái của chúng ta được lớn lên trong một bầu khí đạo đức của gia đình, của cha mẹ trong các giờ cơm, giờ kinh qua gương sáng. Chúng ta thấy bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa muốn nói cho chúng ta về cái cách hành xử của chúng ta. Chúng ta loại trừ Thiên Chúa, chúng ta đã giết hại những người khác để thỏa mãn cái tôi của mình như những người lãnh đạo Do Thái ngày xưa. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta ý thức được cái thân phận của mình giống như
những người lãnh đạo ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa đã cảnh báo cho những người thời của Chúa Giêsu, thì Chúa cũng cảnh báo mỗi người chúng ta, xin cho chúng ta ý thức được điều đó để chúng ta đừng trở thành những người sát nhân.